Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Đăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Porsche Panamera thế hệ mới ra mắt Việt Nam. Nhiều mẫu xe Skoda về nước chuẩn bị cho Vietnam Motor Show 2024. Một số mẫu xe máy có thể ra mắt tại Vietnam Motor Show 2024. Trong phần Trên Ghế Xoay, chúng ta cùng gặp gỡ cô gái vàng trong làng Upload Nguyễn Hà Giang. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Porsche Panamera thế hệ thứ 3 ra mắt Việt Nam. Panamera 2024 có ngoại hình cải tiến với đầu xe thiết kế lại sử dụng các đường dập khỏe khoắn, đèn định vị LED 4 điểm đặc trưng. Nội thất Panamera sử dụng đồng hồ điện tử 12,6 inch sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,3 inch. Ngoài ra, khách hàng có thể mua thêm màn hình bên phụ rộng 10,9 inch. Một nâng cấp đáng chú ý khác là hệ thống giảm xóc mới tên Porsche Active Drive giúp chiếc xe có thể nhún nhảy. Xe gồm 2 bản máy xăng truyền thống và 5 bản e-hybrid, bản tiêu chuẩn máy xăng V6 2,9 lít tăng áp công suất 350 mã lực, bản GTS máy xăng V8 4.0 lít công suất gần 500 mã lực. Các phiên bản e-hybrid sẽ về nước trong năm sau. Panamera 2024 có giá khởi điểm từ 6,42 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn. Ở một diễn biến khác, 4 chiếc xe Skoda đã xuất hiện tại cảng. 4 chiếc xe này bao gồm 2 chiếc Skoda Kodiaq thế hệ mới nhất thuộc 2 phiên bản khác nhau, một chiếc Skoda Enyaq 4 chạy điện và một chiếc Skoda Superwagon. Nhiều khả năng 4 chiếc xe Skoda này sẽ xuất hiện tại Vietnam Motor Show 2024 tổ chức vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, một số xe đang đeo biển số châu Âu được cho nhập về để trưng bày ở triển lãm rồi tái xuất. Trong khi đó, VMS 2024 sẽ có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe máy và đây là những cái tên được dự đoán sẽ xuất hiện. Honda Việt Nam được cho sẽ mang về mẫu xe điện Honda M1e bên cạnh một số mẫu xe đang bán. Điểm nhấn của Yamaha dự kiến sẽ là mẫu Motoroid. Ngoài ra, một số cái tên được cho sẽ xuất hiện gồm T-Max 560, X-Max 300, Lexi 155, N-Max 155 và xe điện Neos. SYM Việt Nam mang đến 13 mẫu xe được dự đoán là SYM Tucani 150, Wolf 125, Formica 150, MMBCU 150, Pretty 50, Shark 50, Elegant 50. Harley-Davidson dự kiến trưng bày dòng CVO siêu cao cấp với giá từ 2,3 tỷ đồng và hai mẫu Fatboy Breakout. Một số thương hiệu khác cũng sẽ góp mặt như Triumph Motorcycle, KTM hay Husqvarna Motorcycle, UM Motorcycles. Và sau đây sẽ đến với chuyên mục Trên Ghế Xoay. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 tôn vinh phụ nữ Việt Nam, chương trình Trên Ghế sẽ dành ra nhiều thời lượng để gặp gỡ các người phụ nữ đặc biệt trong ngành ô tô. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật thú vị như vậy, người được coi là gương mặt vàng trong làng đua xe. Xin chào đón chị Hà Giang. Vâng, cảm ơn chị Hà Giang rất nhiều đã nhận lời tham gia chương trình Trên Ghế ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi nghĩ là không phải chỉ tôi đâu, mà rất là nhiều người khán giả mà đang xem chương trình Trên Ghế này cũng rất là tò mò đấy là bây giờ chị phụ nữ và chị có đua xe, chị có gia đình và chị có công việc nữa. Vậy thì tôi và tất cả mọi người cũng đang rất là tò mò đây là làm thế nào để chị có thể cân bằng gần đấy thứ trong cuộc sống của mình? Thực ra thì lần đầu tiên thì cho phép xin chào tất cả mọi người. Từ cái câu hỏi đấy thì mình cũng xin chia sẻ là thực ra ấy, với mình đua xe nó là một cái môn thể thao, là một cái niềm đam mê của mình. Thì giữa việc cân bằng giữa gia đình, công việc và một cái môn thể thao mình đam mê ấy, thì nó sẽ không khó nếu như mình có đam mê. Tại bởi vì là cái môn thể thao nào thì cũng sẽ cần có luyện tập. Đương nhiên thì mình có một cái thuận lợi đó là mình công việc của mình là kinh doanh. Và mình có nhân viên nên là cái việc mình có thể chủ động được cái thời gian trong việc luyện tập. Và ngoài ra thì bên cạnh đó thì gia đình cũng là một cái hậu phương rất là vững chắc, từ kể cả con mình cho đến gia đình các thứ, là mọi người thời gian đầu ấy thì mọi người cũng cảm thấy rất là lo lắng cho mình cái môn mình lựa chọn như vậy. Thế nhưng sau khi mà được đi cùng này và được chứng kiến những cái lần là mình tham gia thi đấu, những lần mình tham gia chơi ấy, thì là gia đình đã
đã ủng hộ cho cái niềm đam mê đấy của mình. Thế nên là cái việc kinh doanh cũng giống như là trong gia đình hay trong công việc thì mình đã sắp xếp một cách khá là thuận lợi và ổn định để cho cái niềm đam mê đấy của mình. Vâng. Vậy thì từ cái thời điểm nào hay từ một cái điều gì đấy nó thôi thúc chị tới với cái môn mà thực ra tôi thấy là cũng khá là nhiều người nói là không phù hợp với phụ nữ như vậy? Thực ra thì cái cơ duyên để mình đam mê xe ấy, thì ban đầu nó cũng có một xíu liên quan tới xe thôi. Đó là năm mình nhớ năm 2015, 2016 gì đó. Đấy là lần đầu tiên mình thấy một đoàn từ thiện của ô tô Fun có lên trong một chuyến cứu trợ mùa đông. Lúc đấy là đêm đông, có tuyết ở trên Hà Giang. Thì mình là cái người mà thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Thì lúc đó bản thân mình là người đi xe máy giữa cái trời mưa đấy. Và mình đi đến cái điểm mà đã hỗ trợ cho mọi người. Thì cái hình ảnh khi mà mình đang rất là lạnh và rất là run, thì nhìn thấy một đoàn xe gồm 6 xe. 6 xe đấy trên xe cõng rất nhiều hàng hóa chở cho đến cái nơi mà mình đang ở. Lúc đấy mình đang công tác ở trên vùng cao. Thì tự dưng mình thấy rằng một cái đoàn xe này, nhìn tất cả những cái người lái xe cho đến chiếc xe, nó cũng giống như kiểu dạng là những kỵ binh và những chiến binh ấy. Ngưỡng mộ thực sự luôn. Và tự dưng là lúc đấy có một cái niềm đam mê rất là lớn với bán tải. Nên sau này khi cái cơ duyên lần đầu tiên mình mua chiếc xe ấy, thì ban đầu nó chỉ là một chiếc Spark rất là nhỏ. Nhưng cái thời điểm đấy mình đã đi sưu tập những cái tem và những cái logo của những cái chiếc xe bán tải cho đến những cái giải đua, ví dụ Cao K, Cao OP hay là VOC là đều dán vào chiếc xe Spark đấy. Nhìn nó rất là buồn cười. Nhưng mà ấy, sau khi mà có điều kiện hơn, mình đã đổi lên chiếc bán tải. Và từ chiếc bán tải đấy thì chuyến đầu tiên khi mình về cũng là một chuyến đi từ thiện và mình chở đồ. Sau đấy thì từ cái những cái cung đường nó rất là gập ghềnh, khó khăn, khúc khuỷu như thế, thì mình lại được xem những cái lần đua của VOC, thì mình thấy mình không tin rằng là chiếc xe nó có thể đi qua cái địa hình như thế. Mình cũng đã thử, mặc dù dĩ nhiên cái lần đầu thử của mình nó khá là chật vật, nó không được thuận lợi, nhưng trong mình lại có một cái gì đấy rất là thôi thúc, mong muốn chinh phục. Và đấy là lý do là mình đã đăng ký, sau khi lấy bằng 3 tháng mình đã đăng ký đua xe bán tải địa hình VOC ở Việt Nam. Đấy là lần đầu tiên của mình vào năm 2018, và đấy là cái quá trình đầu tiên khi mình bắt đầu bước chân vào niềm đam mê xe cộ. Vậy tôi tin rằng thời gian đầu thì chị sẽ gặp khá là nhiều khó khăn trong kể cả là thể lực, sức khỏe cũng như là sự tròn vẹn của chiếc xe nữa. Vậy chị đã vượt qua những điều đấy như thế nào? Đúng là thực sự là phụ nữ mà để chơi xe, nó là một cái, nó có rất nhiều yếu tố bất lợi đối với một người phụ nữ. Thứ nhất là về sức khỏe. Phụ nữ không thể nhanh nhẹn bằng đàn ông, mọi cái xử lý nó sẽ không thể như đàn ông. Thứ hai nữa là về cái tầm nhìn, thứ ba nữa là sự phản xạ, và quan trọng nhất là một chiếc xe, nhất là đối với chiếc xe bán tải, thì cái sắc vóc của cái người phụ nữ sẽ không thể được như người đàn ông. Thế nhưng ngược lại, nếu như bản thân mình ý, khi những ngày đầu mình chơi ý, nó có rất nhiều cái bất lợi, và kể cả ngay với việc ánh nhìn của những người xung quanh với một người phụ nữ chơi xe, nó cũng đã là một cái gì đấy nó rất là không bình thường. Và đa số mọi người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là, mọi người hay gọi là nữ chơi xe gọi là bóng hồng off-road, nó chỉ như một cái gì đó nó là trang trí thôi, sẽ không có một cái thành tích hay là có một cái gì nổi bật ngoài cái việc rằng đấy là một cô gái chơi xe. Và mình đã chứng minh cái điều đó bằng cách là mình qua các giải, qua mỗi lần chơi mình tự rút kinh nghiệm cho những cái lần chơi của mình. Và mình có một cái tâm niệm trong cuộc sống hay trong tất cả mọi thứ, đó là bản thân mình phải tin mình làm được thì mình mới làm được. Nếu như mình nghĩ rằng là mình không làm được, mình đã thất bại ngay từ cái việc đầu tiên, đó là mình không có niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra thì trong cái quá trình chơi xe thì cũng có thể do là nữ nên mình cũng được ưu ái, đó là các anh nam, các vận động viên nam và những người bạn mà làm về xe thì mọi người cũng có hỗ trợ tư vấn giúp mình. Thời gian đầu thì khi mà mình mới chơi thì cũng chưa được nhiều cái sự ủng hộ lắm. Nhưng sau này khi chơi, mọi người nhìn nhận vào mình là một cái người nghiêm túc trong cuộc chơi. Mọi cái sự qua mỗi cái lần chơi ấy, mình đã có thể hiện đó là sự nỗ lực và cái kết quả thi đấu của mình, thì mọi người đã có một cái nhìn khác. Và đấy chính là cái lý do rằng là cái việc mình đã hiểu hơn về chiếc xe và đã hiểu hơn về cách chơi, thế là chơi off-road chính. Là người chơi off-road chuyên nghiệp. Vừa nãy chị cũng có chia sẻ đấy là bởi vì chị đang có thời gian rảnh, bởi vì chị đang kinh doanh, đúng không? Bởi vì trước cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta thì tôi cũng đã hỏi rất là nhiều độc giả của chương trình rồi, thì họ cũng đã nói lên một vài suy nghĩ mà nó bản thân tôi nghĩ là nó cũng khá là trái chiều. Nhiều người cho rằng là việc chị tham dự đua xe một phần cũng là bổ trợ cho công việc kinh doanh của chị thôi, và người ta cũng cho rằng là chẳng qua là chị kinh doanh, chị có thời gian như thế, hoặc là chị có kinh tế thì chị mới đua xe được. Còn nếu như những người phụ nữ khác, họ không có được điều kiện như chị, hoặc họ có những công việc nó gò bó hơn thì không thể đua xe được. Thì chị có thể chia sẻ góc nhìn của chị về những cái ý kiến như vậy không? Thực ra thì mình thấy rằng là mọi người nói đến như cách đây vừa hôm qua mình và
đã khá là nhiều lần mình cũng có thường xuyên tâm sự với những anh em mà cùng chơi xe ấy. Thì thực ra cái việc đầu tiên để chơi xe thì cái điều quan trọng nhất đó là niềm đam mê. Tại bởi vì là dĩ nhiên rằng là cái trong cái sân chơi đấy nó sẽ có rất nhiều yếu tố. Mọi người có những cái mối quan hệ, mở rộng mối quan hệ. Thứ hai nữa là trong cái sân chơi đấy nó sẽ mọi người cũng sẽ khẳng định được bản thân mình hơn. Nếu như những ai mình mọi người sẽ thấy rằng là có những người ta chơi cho biết, người ta chỉ chơi một lần hai lần xong sau đó là họ sẽ dừng cuộc chơi đó. Nhưng với những người đam mê hoặc những người mà người ta có nghề, người ta sẽ duy trì chơi lâu và người ta mỗi lần chơi thì họ sẽ tiến bộ lên rất là nhiều. Thì bản thân mình là một người kinh doanh, mình cũng không phủ định rằng là cái việc mình tham gia chơi nó không bổ trợ cho công việc của mình, hoàn toàn có. Nhưng tại bởi vì sao? Tại bởi vì trong cái sân chơi đấy mình chơi thật, và những cái người trong cái sân chơi đó họ yêu quý mình, nên là cái việc kinh doanh của mình nó thuận lợi là vì mọi người có niềm tin vào một người. Khi mà mình đã chơi tốt, mình khẳng định rằng là mình là một người có tố chất trong cuộc chơi, mình tôn trọng cuộc chơi và chơi một cách công bằng văn minh, thì cái việc mà kinh doanh của mình ý, thì mình cũng sẽ mang cái phương thức đó trong cái kinh doanh, và từ kinh doanh cho đến cuộc chơi cho đến đời sống nó đều thể hiện bản chất của một con người. Thế nên nếu như mình không tốt thì mình nghĩ rằng việc kinh doanh của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Là nếu như trong sân chơi mà mình chơi không ok thì mọi người cũng sẽ nhìn vào cái cô đấy cô chơi không có ok, cô chơi không tốt, thì có nghĩa rằng là người ta cũng sẽ đánh đồng vào bản chất con người trong xã hội hoặc ở gia đình hơn, tất cả mọi thứ nó cũng sẽ như vậy. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái việc mọi người nói là mọi người đưa cái ý kiến rằng là có cái sự ảnh hưởng trong cái việc là giữa chơi và cái công việc kinh doanh của mình thì nó cũng không có hề sai. Và một cái câu hỏi nữa là vừa nãy nói là do điều kiện kinh tế, thì thực ra cái đấy nó cũng không phải là sai. Nhưng quan trọng là mình lại kết hợp giữa cái công việc kinh doanh của mình, phương tiện đi lại và sân chơi của mình, nó đều kết hợp 3 trong 1 trong cái chiếc xe đang thi đấu của mình. Mình vẫn sử dụng chiếc xe đó để gia đình đi lại, mình vẫn sử dụng chiếc xe đó để kinh doanh, để chở hàng hóa, để vận chuyển. Mình còn ngoài ra là sử dụng cả chiếc xe đó để đi làm từ thiện nữa. Và nhất là đam mê của mình là đua trên chiếc xe off-road đấy. Ok. Và với những người phụ nữ mà họ đang xem chương trình này của chúng ta và lắng nghe câu chuyện của chị từ nãy giờ, thì chị sẽ gửi gắm tới họ một điều gì thế nào trong ngày 20 tháng 10 này? Thực ra ấy, 20 tháng 10 là ngày dành cho phụ nữ. Thì từ xưa đến giờ mình vẫn nói rằng là phụ nữ là để yêu thương. Và quan trọng nhất ấy, thì mình mong rằng là cái việc đầu tiên đó là tất cả các chị em phụ nữ hãy tự yêu thương bản thân mình trước. Vì là khi mình đã đầy đủ yêu thương rồi, mình tự cảm thấy bản thân mình đủ yêu thương, thì mình sẽ không cần đòi hỏi cái sự yêu thương của ai cả. Thế nên là muốn người khác yêu thương mình, việc đầu tiên là mình hãy yêu thương mình và mình tự khẳng định được bản thân mình trong cuộc sống. Cũng giống như là tự tin, cũng giống như bản thân mình đã khẳng định mình tự tin với chiếc xe thì mình cũng sẽ tự tin trong cuộc sống. Và chúc cho tất cả các chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 luôn tự tin, chủ động và xinh đẹp ạ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và nhân đây thì chương trình Trên Ghế và bản thân tôi cũng sẽ gửi một lời chúc chị sẽ có một ngày 20 tháng 10 thực sự là vui vẻ và rực rỡ và nhận được rất là nhiều yêu thương, không những từ phái Mạnh mà còn từ những chị em phụ nữ khác ở xung quanh mình nữa. Và chúc chị từ bây giờ đến cuối năm và có thể là nhiều quãng thời gian sau đấy nữa, chị sẽ tham gia thật nhiều các giải đua xe và gặt hái được nhiều thành tích, giống như mọi người vẫn đang nói đấy, là chị là một gương mặt vàng trong làng đua xe, tham giải nào là có thể nhất giải đấy luôn, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã nhận lời tham dự chương trình Trên Ghế ngày hôm nay ạ. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất thú vị và cũng từ đáy lòng của chị Hà Giang, một tay đua rất khét tiếng ở trong làng đua xe Việt Nam. Và nhân ngày 20 tháng 10 một lần nữa, chương trình Trên Ghế sẽ được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chị em phụ nữ đang xem chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ một phút cuối sẽ dành cho mini game. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để truyền đàn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trên Ghế.